Vâng, chúng ta vừa nghe âm thanh của cây đàn Einstein. Vâng, tôi tạm đọc như vậy. Một cây đàn, vâng, cái tên của nó không được quen thuộc lắm, nhưng nó lại có âm thanh rất là dễ nghe. Vâng, âm thanh rất dễ nghe, và đặc biệt các bạn thấy là một cái hộp cộng hưởng rất là lớn như thế này để nó tạo nên được cái sức trầm ấm, một cái gì đó, cái âm thanh nó dày dặn, dày dặn sâu, và nó gần gũi với những cái cây đàn grand hơn. Vâng, có lẽ với một cái chi phí hết sức tiết kiệm, và chúng ta có một cây đàn hình thức cũng như là âm thanh như thế này, tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời để cho các con em chúng ta bắt đầu học đàn piano. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Vâng, màu sắc âm thanh các bạn nghe rất là đều đúng không ạ? Lực trên mặt phím rất tốt và phím cũng rất là chắc chắn. Chúng tôi đã bảo dưỡng hết sức kỹ càng với từng cây đàn một, và đặc biệt với những cây đàn như thế này. Vâng, thế nên rằng là các bạn hãy yên tâm sử dụng, và chúng tôi vẫn bảo hành 10 năm. Cảm ơn các bạn.